Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn sử dụng phần mềm Symbol Facebook Mobile do ATB mới phát hành. Đây là phần mềm hoạt động trên nền tảng app mobile đầu tiên tại Việt Nam. Vì là phần mềm sử dụng trên điện thoại nên nó rất là thuận tiện. Bạn có thể sử dụng mọi lúc mọi nơi, hoạt động liên tục và đặc biệt là có thể sử dụng nhiều tài khoản cùng lúc. Và là một phần mềm thực sự rất cần thiết cho những ai đang kinh doanh online mà không có nhiều thời gian trong việc chăm sóc và nuôi nấng. Để sử dụng phần mềm, mọi người có thể vào ngay Play Store của điện thoại Android hoặc là App Store của điện thoại iPhone. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người sử dụng trên điện thoại Android nhé. Thì mọi người vào ngay Play Store, chọn Symbol Facebook Mobile, bấm tìm kiếm. Rồi, mình tải các bạn đầu tiên luôn và bấm cài đặt. Cài đặt trước kia là nhanh luôn. Sau đó mình sẽ bấm Open. Đây là cái mã của phần mềm nhé mọi người. Mọi người nên lưu lại cái mã này nhé. Rồi bấm vào bắt đầu sử dụng. Mọi người bấm vào đây nhé, sẽ thấy được tính năng của phần mềm Symbol Facebook Mobile, gồm có các tính năng như là quản lý tài khoản này, tự động like, tự động chọc kèo, tự động comment, tự động nhắn tin, tự động kết bạn, quét UD và kiểm tra lịch sử. Bây giờ mọi người bấm vào quản lý tài khoản, thì bấm vào cái dấu cộng đây. Thì hiện tại phần mềm Symbol Facebook Mobile á, thì có hai cơ chế đăng nhập, đó là đăng nhập bằng username password hoặc đăng nhập bằng access token. Đối với đăng nhập bằng cái tài khoản á, thì mọi người chỉ cần đăng nhập bằng mail, số điện thoại đăng ký nick Facebook và cái password của nick đó. Còn với access token á, thì những ai đã xài phần mềm ATB á, thì đã có access token của nick Facebook á, thì mọi người chỉ cần lấy access token dòng 2 đăng nhập vào là được. Bây giờ em sẽ hướng dẫn mọi người đăng nhập bằng tài khoản. Đăng nhập. Đây, mọi người bấm vào thêm vào. Nếu mọi người nhận được thông báo đăng nhập thất bại á, thì có hai trường hợp xảy ra. Đó là nick của mình đăng nhập bác bị sai. Cái trường hợp thứ hai đó là nick mình bảo mật hai lớp á, thì cần sẽ có cái mã gửi về cái điện thoại á, thì mình chỉ cần đối với trường hợp nick bác sai thì mình nhập bác lại, còn bảo mật hai lớp thì mình chỉ cần nhập cái xóa cái đăng nhập bác này đi và nhập cái mã gửi về điện thoại được. Đăng nhập báo thành công, thế này là ok rồi nhé. Bây giờ mình sẽ nhập thêm mấy tài khoản nữa. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người tính năng lấy UID của bài bóp bất kỳ. Mọi người sẽ vào Facebook đi. Mình sẽ chọn một bài này. Giả sử mình muốn lấy danh sách đây của những người like cái bài này, mọi người thấy dấu ba chấm đã kích vào đây, copy link, rồi quay về phần mềm Symbol Facebook Mobile, nhắn link vào. Có nhiều chế độ là lấy nhá, lấy like này, lấy comment này, lấy share này, đó mình chọn thích chọn nào bấm vào đó, rồi mình lựa chọn tài khoản, bấm ok, bấm lấy danh sách. Rồi, đây là danh sách lấy được. Đây là danh sách like bài viết đó nhé. Rồi mình sẽ copy toàn bộ UID này, sẽ qua tính năng kết bạn. Mình sẽ chọn cần tài khoản kết bạn. Rồi bấm ok. Thời gian 10 giây tới 30 giây. Rồi mình nhập số lượng UID vào. Cái này là có 26 UID. Thì mình sẽ mình muốn cái điều khăn điều chỉnh là từ số 1 tới 26, có nghĩa là mình sẽ muốn kết bạn từ số bao nhiêu tới số bao nhiêu.
Thì bây giờ mình kết bạn từ số 1 tới số 26 thì kết từ số 26. Thì hệ số sẽ tự biết là mình sẽ gặp tới 26 người thôi dùng. Một số lưu ý khi tự động sử dụng tính năng kết bạn, đó là mỗi ngày mình nên kết bạn tầm cỡ 300 người thôi. Đối với những tiệm UD mà quá lớn á, thì bắt buộc mình phải chia nhỏ ra. Thì video sau mình sẽ hướng dẫn mọi người cách chia nhỏ. Rồi, cái này mình đóng chạy là được. Tiếp tục, cũng tương tự, đó là lấy danh sách web UD của lấy danh sách bạn bè cùng với username. Mình lại quay lại, phải tiếp tục quay lại Facebook nào. Đây, giả sử người này đi, vào đây. Mình phải xem nhé, đây có follow là 222 người. Đây, friend của họ nhá thì mình không lấy được. Thì có một cách đó là mình có thể lấy này, lấy follower này. Nãy lúc nãy thấy mình thấy là 226 rồi, cũng tương tự như vậy. Để lấy bằng cách là đây, mọi người thích chữ more không ạ? Kết vào đây, chọn copy link to profile. Mọi người thích chữ more không ạ? Chọn copy link to profile. Mọi người thích chữ more không ạ? Chọn chế độ copy link to profile. Mọi người thấy miệng mọi người kết vào chữ more. Chọn copy link to profile. Quay lại sang cái symbol Facebook Mobile, đến sách bạn bè của một user, dán lên vào. Có nút lại thì friend họ ẩn thì mình không lấy được, thì mình sẽ chọn chế độ là follow. Mình bấm OK. Mình chọn tài khoản. Đây, chọn tài khoản Phạm Linh, bấm OK. Rồi lấy danh sách. Đó, nó sẽ lấy danh sách toàn bộ cho mình. Rồi copy toàn bộ UID. Mình muốn kết bạn tệp này hay muốn nhắn tin gì đó thì cứ mở tính năng đó vào, hòa vô được. Bây giờ tự động kết bạn thì cứ bỏ vào, chọn tài khoản thôi, nhập URL vào là OK. Thời gian cũng như vậy luôn, từ 10 tới 30.